kênh YouTube Bếp Trên Đỉnh Đồi Tâm An là ai? Tâm An là chủ nhân kênh YouTube Bếp Trên Đỉnh Đồi với những clip làm về cuộc sống, món ăn dân dã mang đậm chất thôn quê, thậm chí cô còn được mệnh danh là Lý Tử Thất phiên bản Việt. Tâm An từng là một designer nhưng sau đó cô bỏ công việc, rời xa trốn thành thị về với núi rừng Sapa và bắt đầu làm YouTuber. Tiểu sử Tâm An tên thật: Phạm Thị Thanh Loan, năm sinh 1991, cung Hoàng đạo. Đang cập nhật quê quán: Đắk Lắk, nghề nghiệp YouTuber. Designer Tâm An từ bỏ công việc nơi thành thị về với núi rừng có một công việc ổn định với thu nhập cao như thiết kế đồ họa tại Hà Thành. Nhưng cơ duyên nào đã đưa Tâm An đến với vùng đất Sapa cách xa phố thị phồn hoa này? Theo chia sẻ của Tâm An, cô đã nhận được lời đề nghị của bạn lên vùng Tây Bắc, có lẽ một phần ấn tượng với cuộc sống giản dị, chân quê, mộc mạc tại nơi này đã níu chân Tâm An. Năm 2018, cô đến với Sapa và làm quản gia cho homestay nhỏ của một người bạn trong bản Ý Linh Hồ. Ở nơi đây không giống với chỗ ở trước, xung quanh toàn núi rừng. Điều này đã khiến cô phải tự mình làm nhiều việc như trồng rau xới đất, hái quả trên rừng, cứ thế nơi xa lạ dần trở nên quen thuộc theo thời gian. Ngoài thời gian trong coi homestay, Tâm An còn nấu nướng các món chay cho khách đến nghỉ dưỡng, rồi chơi với trẻ em quanh khu mình sống, cũng như quay những clip để làm kỷ niệm. Một điều khiến Tâm An cảm thấy yên lòng, không cảm giác bị cô đơn chính là nơi đây mang đến cho cô chữ tình từ những đứa trẻ ngây thơ luôn vui vẻ chào đón cô, gọi Tâm An là cô lang. Cô dạy chúng học, đàn hát và nấu cho chúng những món ăn ngon. Ý tưởng làm các clip mỹ thực đến với Tâm An cũng rất tình cờ. Trước lúc chuyển đến Sapa, cô được bạn tặng cho một chiếc máy ảnh. Rồi khám phá ra chiếc máy có khả năng quay phim, kể từ đó Tâm An học hỏi thêm về việc quay dựng video và bắt đầu thu những hình ảnh đầu tiên rồi làm ra clip đầu tiên. Vốn là người có sở thích sống tự do, khám phá và tự làm nhiều thứ, đồng thời là một người ăn chay, kết hợp với phong cảnh nên thơ tại Sapa, Tâm An đã cho ra những clip rất thu hút. Các món ăn công phu khiến người xem trầm trồ. Đặc biệt những hình ảnh cô quay làm người xem liên tưởng đến Lý Tử Thất, tiên nữ đồng quê Trung Quốc. Cũng chính vì có nét tương đồng mà Tâm An bị cộng đồng mạng Trung Quốc tố kênh YouTube Bếp Trên Đỉnh Đồi của cô ăn cắp ý tưởng của Lý Tử Thất. Không chỉ có nội dung na ná, mà cách ăn mặc trong những clip cùng cảnh quay cũng bị đặt nghi vấn là khá điểm giống nhau. Bài viết chỉ ra kênh của Tâm An không có ý tưởng khá giống, từ cách ăn mặc, mái tóc trong những clip cùng cảnh quay cũng bị đặt nghi vấn là khá điểm giống nhau với Lý Tử Thất. Bên dưới bài đăng có khá nhiều bình luận gay gắt chĩa về phía Tâm An. Sau khi vụ việc diễn ra, Tâm An đã khóa trang Bếp Trên Đỉnh Đồi và không đưa ra câu trả lời nào liên quan đến vụ việc.